Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong nghị quyết số 01 ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng đã yêu cầu tất cả các bộ ngành cắt giảm 50% trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều bộ có phương án nhưng chưa thực hiện, hay dù đã công bố cắt giảm nhưng sau thời gian dài chưa có kết quả cụ thể, làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân, doanh nghiệp. Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng, các bộ cơ quan rà soát xây dựng dự thảo kế hoạch, nghị định về điều kiện kinh doanh, trình chính phủ dự thảo để chậm nhất đến ngày 15 tháng 8 có thể ban hành nghị định sửa đổi. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Từ năm 2016, việc yêu cầu người kinh doanh phải sở hữu 100.000 bình ga và bồn chứa 300 mét vuông mới được kinh doanh gần như đã loại cuộc chơi với tất cả doanh nghiệp nhỏ, khiến thị trường ga chỉ là miếng bánh chia nhau của các ông lớn. Theo đó, việc từ tháng 6 năm nay, Bộ Công Thương ban hành Nghị định 87 giữa những khó khăn nói trên đã khiến không ít doanh nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Như đơn vị chúng tôi là đầu mối xuất khẩu, thì cái điều kiện để được cấp giấy phép hiện nay chỉ còn khoảng nửa. Có một cái điều kiện rất khó khăn đó là phải có trạm nạp, và thứ hai là có một cái quy định cơ học về cái số lượng vỏ bình ga, thì hiện nay đã bỏ cái điều kiện đi, chỉ cần có vỏ bình ga thuê, và đây sẽ là một cái điểm nhấn mà giúp cho những doanh nghiệp đầu mối chúng tôi sẽ có thể hoạt động tốt hơn, tập trung vào cái điều kiện vật chất để làm những việc khác tốt cho thị trường, tốt cho doanh nghiệp và tốt cho nhà nước. Năm 2018 chứng kiến sự ra đời của nhiều nghị định tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, đầu năm 2018 cũng chứng kiến sự ra đời của Nghị định số 74 năm 2018, sửa đổi Nghị định số 132 năm 2008, quy định chi tiết luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Điểm đáng chú ý của Nghị định là đưa ra những quy trình kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu một cách khá chi tiết, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc trên thực tế trước đây. Nghị định số 15 năm 2018 thay thế Nghị định số 38 năm 2012 được ký ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp gọi Nghị định 15 là món quà đầu năm mới của chính phủ dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Nghị định 15 được đánh giá là sự thay đổi không chỉ trên bề mặt quy định pháp luật, mà đó là thay đổi cả về tư duy quản lý. 15 là phải nói rằng là một cái nỗ lực rất là lớn của chính phủ và Bộ Y tế để thay đổi cái cách thức quản lý, giảm cấp phép, tiền thuế bãi bỏ các thủ tục hành chính phiền hà cho doanh nghiệp. Thì đây rõ ràng là một cái bước tiến lớn trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi rất mừng khi thấy đầu tiên là Bộ Công Thương cắt giảm gần 50% điều kiện kinh doanh, sau đó các bộ khác cũng có những bước tiếp theo giúp cho tháo gỡ khăn cho giúp cho doanh nghiệp bớt cái thủ tục phiền hà cũng như bớt về cái chi phí thời gian tiền bạc và tạo doanh nghiệp có điều kiện phát triển hơn. Đấy là những cái tín hiệu giúp cho trong thời gian tới là doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn, cũng như là giúp cho cộng đồng người ta yên tâm hơn về cái cơ chế chính sách như Thủ tướng đã nói là chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Đấy là cái niềm tin để cho doanh nghiệp chúng tôi yên tâm và tham gia cái thị trường kinh doanh hiện nay đang rất càng khó khăn hơn. Không dừng lại ở đó, theo báo cáo mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, tính đến tháng 6 năm nay, 11 bộ đã đưa ra rất nhiều phương án dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa điều trên 50% tổng số điều kiện kinh doanh, phù hợp với mục tiêu của chính phủ đặt ra từ đầu năm. Đáng chú ý, có nhiều phương án đưa ra các đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa một cách rất quyết liệt, trong đó con số bãi bỏ điều kiện kinh doanh khá cao. Ví dụ phương án của Bộ Giao thông Vận tải, tổng số điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường bộ là 127, đề xuất bãi bỏ 80 điều kiện, sửa 7 điều kiện đạt tỷ lệ 68,5%. Hay tổng số điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa là 49, đề xuất bỏ 34, sửa 2, bổ sung 3, đạt tỷ lệ 67,34%. Bộ Xây dựng có đến 89,4% điều kiện kinh doanh được đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa. Thì liên tiếp một số các bộ công bố và tham vấn rộng rãi cái phương án đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường v.v., Bộ Tư pháp. Thì có lẽ rằng đây cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng so với lại có thể cách đây 2-3 tháng, khi mà chúng tôi là những người mà theo dõi cái câu chuyện về rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh gần như thấy không có động tĩnh nhiều.
Trong nghị quyết 01 ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ ngành rà soát các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu cắt giảm 50% số hiện có. Như vậy, phải cắt giảm 50% trong tổng số 5.905 điều kiện kinh doanh. Về thực tế, đến nay đã chính thức cắt giảm được 900 điều kiện kinh doanh. Một số bộ đã vào cuộc mạnh mẽ, trong đó Bộ Xây dựng cắt giảm 85% điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương cắt giảm 55% trong 675 điều kiện kinh doanh. Theo yêu cầu của Chính phủ, tất cả các bộ ngành liên quan đều phải xây dựng phương án cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh hiện có. Nhưng cho đến tháng 6 năm 2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã cho biết mới chỉ có nghị định về cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương là đã được ban hành, còn các hoạt động cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của các bộ khác vẫn đang trong quá trình xử lý. 20 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu các dự án ODA, doanh nghiệp này có rất nhiều chuyên gia tư vấn đấu thầu đạt chuẩn của Hiệp hội Tư vấn Kỹ sư Quốc tế. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2018, rất nhiều các chuyên gia này không được làm nữa vì chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Người ta chuyên gia giỏi làm theo phí đích mà về mình thì không được cấp chứng chỉ và người ta không hành nghề được. Qua đấy thì tôi thấy là cái việc mà xét chấm thầu chưa chắc anh đã nâng cao được chất lượng của cái việc xét thầu mà là anh thêm một cái thủ tục được gây khó khăn phiền hà. Theo tôi nếu bỏ được thì nên bỏ quy định về cấp chứng chỉ đấu thầu. Nhưng cái việc đào tạo thì nên duy trì. Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ được các bộ ngành triển khai quyết liệt thời gian qua. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa đạt được kết quả theo yêu cầu. Thì tôi cho rằng là nếu như ở giai đoạn này mà mới chỉ dừng lại được ở công bố cái gọi là phương án đơn giản hóa và thậm chí vẫn còn đang trong quá trình thảo luận thì rõ ràng là sẽ phải mất thêm một khung thời gian nữa mới có thể biến những cái thứ gọi là từ phương án đơn giản hóa xuống thành hiện thực, bởi vì chúng ta phải có những hành động pháp lý. Thế thì như vậy, xét về mặt thời gian thì tôi cho rằng là nếu như các bộ ngành mà không tích cực, quyết liệt thì rõ ràng có thể phải kéo đến tận cuối năm nay mới chúng ta mới hình dung ra là cái gọi là dự kiến cắt giảm mới có tác động trên thực tế, mà cũng chưa biết là cái kết quả cuối cùng so với phương án thì nó có đảm bảo được bao nhiêu phần trăm. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tính đến tháng 6 năm 2018 mới chỉ có nghị định về cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. Một số bộ đã có thông tin về phương án cắt giảm hay đang xây dựng, nhưng bộ khác đang làm gì, làm tới giai đoạn nào, giải pháp cắt giảm có phù hợp không thì doanh nghiệp không có thông tin. Và từ giờ cho đến tháng 10 năm 2018 là cái thời hạn cuối cùng phải thực hiện cái việc cắt giảm 50% các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành thì thời gian còn quá ngắn, nhưng mà tôi nghĩ là các bộ ngành cần phải nỗ lực nhiều hơn trong cái việc rà soát và xây dựng các văn bản pháp lý để trình chính phủ để thực hiện cho bằng được cái yêu cầu đặt ra trong cái nghị quyết 01 của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng chỉ ra rằng mặc dù các phương án công bố cắt giảm đều đã đạt được mục tiêu, nhưng khi xem xét chi tiết hơn của từng phương án thì đôi khi con số chỉ là con số. Có những đề xuất chỉ sửa đổi một vài câu chữ, trong khi bản chất không thay đổi, tính chất đơn giản hóa không đáng kể. Có những đề xuất có tính sửa đổi theo hướng hạ thấp điều kiện. Chúng tôi nghĩ là ví dụ như các ngành hiện nay đang tương đối là ảnh hưởng, một là các ngành liên quan đến xuất nhập khẩu về các cái ngành chuyên ngành về thép. Chúng ta hiện nay thì nếu mà nói về cắt giảm thì chúng ta vẫn để lưu kho bãi nhiều, và vấn đề liên quan đến các cái thông tư, đặc biệt cái thông tư 44, chúng ta ra cái thông tư 58, sau đó ra cái thông tư số 12. Nhưng bản thân là các cái thông tư sau chúng ta ra nói là cắt giảm thôi nhưng lại điều kiện lại còn khó khăn hơn những cái thông tư trước. Nên như vậy mà nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta chỉ về mặt tuyên bố, về mặt khẩu hiệu, mặt hình thức, về mặt báo chí thì chúng ta phải công tác tuyên truyền. Mới đây, 7 hiệp hội gồm Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch, Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đã thống nhất kiến nghị tới một số cơ quan chính phủ xem xét sửa đổi một số văn bản của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, theo hướng đổi mới phương thức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Điều này cho thấy
Dù có nhiều nỗ lực của chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ ngành trong việc quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực sự có một môi trường đầu tư kinh doanh mở và thông thoáng hơn, có lẽ chừng đó còn chưa đủ để khiến các nhà đầu tư kể cả trong và ngoài nước thấy được sự hấp dẫn, tiềm năng để họ sẵn sàng đầu tư, chấp nhận rủi ro kinh doanh trong thời buổi hiện nay. Vâng, thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký chỉ thị số 20 yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực chất việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, coi đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ thị cũng đã nêu trước ngày 15 tháng 8 năm 2018 phải ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ ban hành các văn bản thực thi phương án cải cách chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh. Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký chỉ thị số 20 CTTTG yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực chất việc cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, coi đây là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ thị cũng nêu trước ngày 15 tháng 8 năm 2018 phải ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ ban hành các văn bản thực thi phương án cải cách chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh. Với tinh thần rất quyết liệt, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành đề nghị các bộ, ngành đông đốc để tại phiên họp Chính phủ tháng 8 báo cáo đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các việc hoàn thành, phân định rõ đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào đang vướng mắc cũng như vướng mắc ở đâu. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang cùng các bộ, ngành đốc thúc việc rà soát, cắt giảm để sớm hoàn thành đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp. Thì Thủ tướng tập trung chỉ đạo để yêu cầu các bộ, ngành là có cái thủ tục kiểm tra yêu cầu phải rà soát cắt giảm. Như vậy có thể nói là đến nay là các bộ đang tập trung rà soát cắt giảm theo cái hướng ấy là tránh sự chồng chéo. Ngay vấn đề về kiểm tiền kiểm thì bây giờ phải chuyển sang hậu kiểm. Thế rồi ngay vấn đề áp dụng các quản lý rủi ro, thế rồi ngay cả vấn đề đánh giá sự tuân thủ pháp luật, từ đó có thể nói là sẽ cắt giảm theo nghị quyết 19 của Chính phủ là từ 35% xuống 15%, như là các bộ đều ra phương án để cắt giảm hết. Ví dụ hiện nay đánh giá tích cực nhất ý, là có thể nói là Bộ Công Thương đưa ra những cái biện pháp rất cắt giảm 675 cái điều kiện kinh doanh và các thủ tục liên quan kiểm tra chuyên ngành. Thế rồi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi Bộ Khoa học Công nghệ, thế rồi tất cả các bộ đều đưa ra những vấn đề như vậy. Như vậy có thể nói là nếu tháo gỡ được cái giảm bớt các điều kiện kiểm tra tiền kiểm này hoặc là đánh giá cái tác động rủi ro của này thì có thể nói là các doanh nghiệp xuất khẩu chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy đến hết quý 2 năm nay, trong tổng số hơn 5.700 điều kiện kinh doanh cần cắt bỏ, thì các bộ mới cắt được 738 điều kiện kinh doanh, tức mới chỉ được khoảng 12%. Cái tiến triển về cái quá trình cải cách điều kiện kinh doanh theo cái chỉ đạo của Chính phủ, và có lẽ rằng là cho đến thời điểm này thì tôi cho rằng là nó chậm. Thế thì như vậy tôi cho rằng là cái quá trình và cái tiến độ cắt giảm điều kiện kinh doanh hiện nay là một mối lo ngại. Bởi vì cộng đồng doanh nghiệp và các bên có liên quan vẫn đang đặt một câu hỏi thì chừng nào cái kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ được hiện thực hóa và có cái gọi là có cái tác động thực sự trên thực tế. Trong bối cảnh đó, trung bình mỗi năm các cơ quan nhà nước trung ương ban hành trên dưới 1.000 văn bản quy phạm pháp luật và khoảng 50% số văn bản này có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong đó có từ 10 đến 20 luật, khoảng 200 nghị định và quyết định của Thủ tướng, còn lại là thông tư của các bộ và các cơ quan ngang bộ. Mỗi văn bản lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm quy định. Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, chính quyền trung ương có thể đưa ra hàng chục nghìn quy định có tác động đến doanh nghiệp. Các địa phương không tự giảm được cái số lượng giấy tờ cho nên hiệu quả này rất thấp, không thể giảm được giấy tờ. Cái quy trình có giảm được không? Có, nhưng quy trình lại gắn với lợi ích, gắn với quyền lực, cho nên tự các cơ quan họ không chủ động giảm các quy trình. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ, ngành rà soát và xây dựng phương án nghị định cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh để trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2018. Như vậy, sớm hơn so với hạn định là ngày 30 tháng 10 theo yêu cầu đề ra tại Nghị định 01 năm 2018 NQCB của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Như vậy, để việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đi vào thực chất và đạt được mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra, doanh nghiệp thực sự được cởi trói, cần đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ. Đơn giản, cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh phải thực chất, nghiêm cấm đặt thêm điều kiện kinh doanh.
Và sau đây là các kiến nghị đề xuất. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta nói rằng là cái công việc về cải cách điều kiện kinh doanh nó có hai cái việc rất quan trọng. Một là cái việc rà soát và ra phương án cắt giảm. Thế tuy nhiên cái việc rà soát và ra phương án cắt giảm thì nó chưa có tác dụng trên thực tế. Nó không có một cái tác dụng thực sự trên thực tế. Mà chỉ khi từ cái phương án rà soát đó được chuyển tải thành các cái quy phạm pháp luật, theo đó là chính thức bãi bỏ các cái điều khoản có liên quan, thì khi đó cái gọi là phương án về cắt giảm điều kiện kinh doanh nó mới có giá trị và có tác động thực sự trên thực tế. Còn nếu như chỉ dừng ở cái gọi là rà soát và đưa ra được thành phương án thì điều đó có nghĩa rằng là nó chưa có cái tác động trên thực tế. Một, cái việc cấp giấy phép. Còn chúng ta kiến nghị bên chính phủ đến một thời hạn nào đó sẽ xóa bỏ toàn bộ các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Nếu như đơn vị bộ ngành nào thuyết minh được cái sự cần thiết tồn tại thì lúc đó chính phủ sẽ ra. Thế thì anh tổ chức tuyên truyền phổ biến như thế nào? Anh giám sát cái việc cái người thực hành công vụ người ta có chủ động cung cấp cho doanh nhân, cho các công ty, cho nhà đầu tư nước ngoài cái cắt giảm này hay không? Thấy không? Và những người đó là những nhà đầu tư, những công ty nước ngoài hay là trong nước, người ta biết được việc đó để người ta triển khai các hoạt động kinh doanh mình. Thì đó là cái vấn đề mà chúng tôi nhận thấy là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa là trong quá trình mà chúng ta cắt giảm như thế thì liệu chăng rằng là cái giấy phép con mới nó có được hình thành không? Hay là tự vì chúng ta có cái thực tiễn rằng là trước đây chúng ta vốn thì chỉ có 2.000 mấy thôi, 2.800, rồi lấy 3.000 mấy, rồi lấy 5.000, 7.000. Thế thì từ cái tình hình thực tiễn đó mà giấy phép con nó từ một cái số lượng vừa phải thì nó lên quá nhiều, như hiện nay gần 6.000 giấy phép con ví dụ vậy đó. Thế thì rõ ràng là liệu rằng khi chúng ta Bộ Công Thương giảm thiểu cái số lượng giấy phép con xuống đến 50% như thế này thì trong quá trình thực hiện như thế thì liệu ai cơ chế nào để ngăn cản cái việc những cái giấy phép con nhỏ mà mới nó hình thành lên nữa. Chúng ta cũng cần phải xem là nội dung cắt giảm các điều kiện kinh doanh đó có đi vào thực chất hay không, và bản chất của con số 675 điều kiện kinh doanh này như thế nào thì cũng là một điều mà chúng ta cần phải bàn hơn. Thì theo như chúng tôi cũng có rà soát qua các cái phụ lục mà Bộ Công Thương vừa công bố thì chúng tôi thấy rằng con số 675 điều kiện kinh doanh này cũng cần phải được tính toán lại, bởi có một số các cái điều kiện kinh doanh thì chỉ đơn thuần là gộp lại, và một số điều kiện kinh doanh thì chúng ta không liệt kê nhưng mà chúng ta chỉ trích dẫn tham chiếu, dẫn chiếu một cái văn bản cụ thể thay vì chúng ta liệt kê các cụ thể các điều kiện kinh doanh, thì điều đó có nghĩa là điều kiện kinh doanh vẫn còn chứ chưa phải là cắt bỏ. Thì điều đó để cho thấy rằng là Bộ Công Thương, các bộ khác thì cũng cần phải nhìn vào cái việc thực hiện của Bộ Công Thương để thay đổi trong cái việc là rà soát điều kiện kinh doanh, chủ động rà soát và chủ động kiến nghị các cái biện pháp để cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh liên quan. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải đi vào cái bản chất của các điều kiện kinh doanh là những cắt giảm thủ tục hành chính hay là cắt giảm điều kiện kinh doanh như thế nào để cho nó phù hợp, chứ không chỉ đơn thuần là gộp các điều kiện kinh doanh hay là trích dẫn các cái văn bản tham chiếu các cái văn bản liên quan. Nếu có điều chỉnh thì điều chỉnh trên cái tinh thần là làm lợi cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chứ không phải điều chỉnh theo cái hướng là giữ lấy đặc quyền đặc lợi cho bộ ngành mình. Cũng có đâu đó một số cái điều kiện mà không cho bộ người ta ban hành cái điều kiện kinh doanh đó nữa, thì ta lồng ghép vào đó để người ta đưa vào cái nghị định. Cái điều này thì chúng tôi nghĩ rằng cần thiết phải rà soát và bỏ đi những cái quan điểm như vậy và những cái đề nghị như vậy. Tại vì dù muốn dù không, nhiều doanh nghiệp vẫn cứ phản ánh rằng có một số cái điều mà các bộ ngành người ta muốn giữ cái đặc quyền đặc lợi của họ. Mà chúng tôi nghĩ rằng cứ còn giữ cái đặc quyền đặc lợi như thế thì cũng tiếp tục làm khó cho doanh nghiệp. Những kiến nghị đề xuất vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.